Chào mừng các bạn đến với Happy Kids, mình là Hiếu. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về phần điều khiển của chiếc xe điều khiển T-Brake. Về phần điều khiển thì chúng ta có các loại điều khiển như là bằng Bluetooth, bằng Wi-Fi và sóng RF. Nhưng hôm nay mình xin trình bày với các bạn về phần điều khiển bằng Bluetooth và những phần điều khiển về Wi-Fi hoặc là sóng RF thì mình sẽ xin trình bày vào những video tiếp theo. Đầu tiên chúng ta sẽ tháo phần ốp trên của xe T-Brake ra. Sau khi tháo phần thân trên, bộ kiếp xe T-Rex còn lại, phần thân dưới, phía sau là động cơ, phía trước là sạc vô. Tất cả phần điện tử và pin của xe sẽ được lắp ở phần chính giữa thân xe. Để điều khiển bộ kiếp xe T-Rex thì chúng ta cần những linh kiện điện tử như là mạch điều khiển, nguồn cấp và tay cầm điện tử, tay cầm điều khiển, còi báo, những đèn LED. Test bo nhỏ để kết nối các mạch điện tử lại với nhau. Đây là tay cầm Base 3 Bluetooth. Đây là bo mạch điện tử. Phía dưới cùng đây là Arduino Uno R3. Phần giữa đây là module Bluetooth mình đã gắn sẵn. Và đây là USB Bluetooth 2.0. Còn phần ở trên cùng đây là module điều khiển động cơ, 4 động cơ. Nguồn cấp thì mình có thể dùng pin LiPo cho Arduino Uno R3 riêng và cho phần động cơ riêng. Trong ngày hôm nay mình sẽ dùng pin sạc dự phòng và dây cắm USB để cấp nguồn cho mạch Arduino Uno R3. Bên cạnh đó mình dùng những test bo để gắn những tín hiệu đèn cho xe và còi báo cho xe. Nếu các bạn muốn dùng pin LiPo để cấp nguồn cho mạch Arduino Uno R3 thì các bạn có thể dùng thêm những jack cắm DC để kết nối với nguồn DC. Bộ kit xe T-Rex đã chừa những lỗ để bắt phần đáy của mạch điều khiển và phần đáy của test bo với lại thân xe. Sau khi đã lắp phần nguồn cấp và phần mạch điều khiển cho xe thì chúng ta được chiếc xe như vậy đây. Tiếp đến mình sẽ test phần điều khiển cho sạc vô để điều khiển bánh trước. Như vậy là phần điều khiển bánh trước đã tương đối hoàn chỉnh. Sau đó mình sẽ tiến hành điều khiển phần động cơ cho bánh xe phía sau. Một điểm lưu ý khi mình cấp nguồn riêng cho động cơ trục bánh sau là mình phải tháo chốt zoom ở trên module mạch điều khiển ra. Đây là phần test thử cho phần điều khiển động cơ trục bánh sau. Nút điều khiển phía trên là để cho bánh chạy về phía trước. Nút điều khiển về phía sau là cho bánh lùi về phía sau. Xe tiến về phía trước. Xe lùi về phía sau. Như vậy phần điều khiển cơ bản của xe như điều khiển sạc vô cho bánh trước và điều khiển động cơ cho bánh sau đã hoàn thành. Sau đây mình xin giới thiệu phần mở rộng của bộ kit là chúng ta có thể điều khiển thêm những tín hiệu khác như là còi báo và đèn cho xe thông qua test bo nhỏ gắn trên thân xe. Như các bạn đã thấy, trên module điều khiển động cơ thì mình có hàn thêm những hàng rào để mình có thể mở rộng phần điều khiển cho đèn và còi
trong bộ kit Cetirex mình xin trình bày các phần điện tử có thể gắn thêm như sau: phần còi, phần đèn ở trên nóc xe, và phần đèn ở phía trước và phía sau xe. Bốn đèn ở phía trước và phía sau xe, các bạn thấy. Mình đã tiến hành lắp ghép các chi tiết điện tử vào khung xe. Mình xin lưu ý một điều là để cho thuận tiện cho việc đóng ngắt mạch từ nguồn, chúng ta có thể gắn thêm những công tắc size vừa như thế này vào đáy của xe. Mình có chừa bốn góc, bốn lỗ nhỏ để các bạn gắn những công tắc như thế này. Còn phần còi thì chúng ta có thể bắt vít vào phần trước và phần sau. Như mình làm ở đây là mình đã bắt vít vào phần trước của xe. Đây là mô hình bộ kit xe T-Rex hoàn chỉnh với các chi tiết mạch điện. Sau đây mình sẽ thử điều khiển chiếc xe T-Rex. Tiếp đến mình sẽ test phần điều khiển của xe. Đầu tiên mình sẽ khởi động phần điều khiển của tay cầm. Đó là mình đã vừa mới tắt, bây giờ mình bật lên. Khi khởi động phần điều khiển của tay cầm thì mình set 3 tiếng kêu bíp 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 đồng thời là đèn nháy 3 cái. Mình thử còi xe. Rồi tiếp theo mình thử bật đèn xe, đèn phía trước và phía sau. Bật đèn phía trên. Ok, tắt đèn. Mình sẽ thử đánh lái bánh xe trước. Ok, mình sẽ thử cho xe tiến lên phía trước. Đầu tiên mình chọn nút tiến, sau đó mình điều khiển cho xe dịch chuyển lên phía trước. Mình thử cho xe lùi, mình chọn nút lùi, sau đó mình nhấn ga. Ok, như vậy phần cơ bản về điều khiển xe mình đã hoàn thành.